Hello, xin chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình The World This Morning, Thế giới sáng nay. Rất vui vì thấy quý vị đang cùng bắt đầu một ngày mới với chúng tôi. Tôi là Tú Trinh và bên cạnh tôi đương nhiên là anh Hòa Việt. Xin chào tất cả quý vị. The World This Morning sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều nội dung từ thời sự quốc tế nóng bỏng cho đến môi trường, cho đến thời tiết và những câu chuyện mà tất cả chúng ta đều quan tâm trong cuộc sống hàng ngày. Và đầu tiên là cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong tuần qua đã châm ngòi cho thế chiến thứ ba tại Trung Đông. Kế hoạch tiêu diệt Nasrallah vừa được phóng viên kỳ cựu của CNN hé lộ những thông tin quan trọng. Chúng ta đã có thể thấy Israel đã chứng minh khả năng có thể nghiền nát đối thủ với những chiến lược khác nhau dành cho các nhóm khác nhau. Cùng phân tích những điểm khác nhau trong chiến dịch ứng phó của Israel đối với Hamas tại Gaza và Hezbollah tại Liban. Và vẫn tin tưởng Tổng thống Trump có thể giải quyết được xung đột Đông Âu, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có một động thái liên quan đến ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, thì Nga đã chính thức thay đổi học thuyết hạt nhân, vẽ lại lằn ranh đỏ rất dễ bị vi phạm bởi phương Tây. Và lại sắp có một màn tranh luận bầu cử Mỹ, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Và một nội dung nổi bật trong nước. Nếu những nỗ lực khắc phục hậu quả thiệt hại được thực hiện thành công, liệu bản án của bà Trương Mỹ Lan có được thay đổi? Cuối cùng thì iPhone 16 đã mở bán tại Việt Nam. Người Việt đón nhận ra sao qua những con số khủng sau đây? Của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã làm leo thang khủng khiếp cuộc chiến ở Trung Đông. Và theo các chuyên gia quân sự thì Israel đã lên kế hoạch ám sát thủ lĩnh của Hezbollah vô cùng tỉ mỉ và đã kéo dài trong nhiều năm. Hãy cùng nghe một đoạn phỏng vấn với ông Nick Robertson là phóng viên kỳ cựu của hãng tin CNN, trong đó tiết lộ nhiều thông tin đáng lưu ý về vụ tấn công này. Đúng vậy. Lần này họ nhắm vào mạng lưới lãnh đạo của Hezbollah ở khu vực miền nam Liban, mà đối với họ là nguy hiểm nhất, cũng như những người đứng đầu đơn vị máy bay không người lái và tên lửa tầm xa. Israel tin rằng bằng cách giáng đòn lớn vào giới lãnh đạo Hezbollah, họ đang thành lập một trật tự mới. Mới đây, quân đội Israel cũng công bố tên lửa của chiến dịch này là chiến dịch trật tự mới, cho thấy rõ mục tiêu của họ trong việc thực hiện cuộc tấn công. Và một thông tin đáng lưu ý trong đoạn clip vừa rồi nghĩa là Israel đang muốn thiết lập một trật tự mới. Và nếu đúng như các chuyên gia nhận định, thì Israel cho rằng nếu như mà hàng loạt các thủ lĩnh hàng đầu của Hezbollah bị tiêu diệt, thì nghĩa là nhóm này như là một con rắn bị bắt đầu. Vâng, rõ ràng là chúng ta đã thấy thời gian vừa qua thì Hezbollah đã gặp rất nhiều khó khăn khi hàng loạt những lãnh tụ cao cấp đã bị tiêu diệt. Phải nói là từ đầu năm 2024 đã có một lãnh tụ bị tiêu diệt và gần đây liên tục. Và đặc biệt là cuối cùng là cái nhân vật mà đứng đầu của Hezbollah là ông Nasrallah đã bị Israel đã tiêu diệt. Và điều này thì đặt cho những cái điều rất khó khăn cho Hezbollah. Và chưa kể là cho đến nay thì Israel không những có một kế hoạch tinh vi để mà tiêu diệt các thủ lĩnh của Hezbollah mà còn tấn công vào cái nhóm Houthi của Yemen nữa. Như vậy là Israel muốn chứng minh cho nhiều cái nhóm vũ trang mà thuộc trục kháng chiến, đặc biệt là Iran, rằng là Israel đã làm chủ cuộc chơi và Israel có thể nắm được thông tin tình báo nằm sâu trong tất cả những phong trào kháng chiến này và họ có thể tiêu diệt bất cứ lúc nào, kể cả đối với cả các lãnh tụ của Iran. Và điều này đã dẫn tới là giáo chủ Khamenei của Iran đã phải xuống trú ẩn trong cái hầm bí mật để tránh bị Israel ám sát. Và cũng trong cuộc phỏng vấn trên thì ông Nick đã phân tích về sự khác nhau trong cách Israel đối phó với lực lượng Hezbollah ở Liban và Hamas ở dãy Gaza. Nhiều người đặt câu hỏi, vậy tại sao Israel không có mạng lưới tình báo mạnh như vậy ở Gaza? Và tôi muốn nhấn mạnh rằng địa hình Liban và dải Gaza khác nhau hoàn toàn. Gaza là một vùng lãnh thổ rất biệt lập, trong khi Liban là một nơi rất rộng mở. Vì vậy rất dễ để cho Israel có thể gửi gián điệp và theo dõi Hezbollah. Trong khi Hamas thì hoạt động tách biệt hơn nhiều, và vì vậy nên Israel khó có thể tiếp cận thông tin về nhóm, dẫn đến chiến dịch quân sự kéo dài đến nay đã 11 tháng ở Gaza. Và theo phóng viên của CNN thì địa hình hiểm trở ở dải Gaza là một trong những lý do chính khiến cho Israel gặp rắc rối khi mà đánh đáp trả lại Hamas tại vùng đất này. Tuy nhiên rõ ràng là tiến sâu vào một vùng lãnh thổ rộng lớn như Gaza lại dễ hơn nhiều so với việc triển khai quân sự ở một đất nước có chủ quyền như là tại Liban. Dạ vâng, điều này hoàn toàn là đúng đắn, bởi vì chúng ta đã thấy rằng là Liban, Hezbollah chỉ là một phần trong quân đội của Liban và họ cũng chỉ một phần của Liban mà thôi. Và cái việc mà Israel mà muốn tấn công vào một cái quốc gia như Liban, họ phải suy nghĩ rất nhiều. Thứ nhất là chúng ta đã thấy là họ đã phải tập trung quân ở Hamas. Nếu họ tiếp tục kéo quân vào trong Liban thì họ sẽ phải giàn quân ra. Mà trong khi
phía quân đội của Israel không phải là đủ người. Và thứ hai, đó là vấn đề về kinh tế. Vì nền kinh tế của Israel từ khi bắt đầu cuộc chiến đối với cả Hamas đã chìm vào trong cái sự suy thoái. Cho nên nếu tiếp tục kéo dài cuộc chiến đối với cả ở Liban thì rõ ràng là khả năng Israel sẽ bước vào sự suy thoái kinh tế lớn hơn nữa. Và thứ ba, đó là cái sự phản ứng từ cộng đồng quốc tế. Khi mà đối với cuộc chiến ở Hamas thì ban đầu rất nhiều đồng minh đã ủng hộ cho Israel, nhưng mà sau đó thì nhiều đồng minh phương Tây đã quay lại với cái Israel. Và chính vì vậy cho nên nếu tiếp tục tấn công vào Liban thì Israel sẽ đối mặt với sự cô lập của cộng đồng quốc tế. Và chính vì vậy cho nên là Israel đã chọn cái biện pháp là họ sử dụng những thông tin tình báo để tiêu diệt những đối thủ quan trọng, lãnh tụ quan trọng trong các phong trào Hezbollah ở Liban mà họ không cần phải kéo quân vào trong Liban. Và anh Việt cũng có nhắc đến lãnh tụ của Iran ban nãy, thì sau nhiều thiệt hại thì lãnh tụ tối cao của Iran là ông Ali Khamenei đã kêu gọi người Hồi giáo sát cánh cùng người dân Liban và Hezbollah để đối đầu với chế độ tàn bạo của Israel. Reuters đã trích lời lãnh tụ Khamenei tuyên bố Iran sẽ tiếp tục ủng hộ Hezbollah và khẳng định số phận của khu vực sẽ do lực lượng kháng chiến quyết định. Tuy nhiên, theo bài phân tích được tạp chí Newsweek trích đăng vào ngày 28 tháng 9, thì chính quyền Tehran đang bị hạn chế về cách thức trả đũa. Và trong chương trình thời sự quốc tế của BNC Now cũng đã có một bài phân tích về vấn đề này. Trong tuyên bố gửi đến thế giới Ả Rập, lãnh tụ Iran Khamenei không nhắc đến tên ông Nasrallah sau khi thủ lĩnh Hezbollah qua đời. Ông chỉ kêu gọi lực lượng kháng chiến trong khu vực sát cánh cùng Hezbollah. Vào lúc này, lãnh tụ Khamenei đã được chuyển đến một địa điểm an toàn bên trong Iran sau nhiều vụ tấn công đe dọa các nhân vật cấp cao. Hamid Reza Azizi, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế SWP của Đức cho rằng, Iran phải đối mặt với nhiều lựa chọn khó khăn, đặc biệt là sau những lời cam kết trả thù cho vụ giết hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh vào tháng 7. Chuyên gia Azizi nhận xét, sự cân bằng mà Iran tính đến là thể hiện một phản ứng nào đó có thể ngăn chặn được các hoạt động tiếp theo của Israel mà không cần tham gia vào một cuộc chiến. Mặc dù vậy, phương án này dường như không còn khả thi nữa, nhất là sau những gì đã xảy ra với Hezbollah. Giờ đây, tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với Iran là bất kỳ động thái nào vượt quá giới hạn đều có thể gây ra chiến tranh. Đó cũng là lý do tại sao chính quyền Tehran không phản ứng sau vụ triệt hạ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Các lựa chọn dành cho Iran là tham gia vào một cuộc chiến. Tuy vậy, quyết định này sẽ gây ra phản ứng dữ dội của Israel. Một lựa chọn khác là cố gắng huy động những gì còn lại của lực lượng ủy nhiệm, chẳng hạn như Houthis ở Yemen và các lực lượng dân quân vẫn đồn trú ở Syria. Tuy nhiên, lựa chọn này vấp phải những thách thức bởi có sự thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực và lực lượng sau cái chết của nhiều thủ lĩnh. Chuyên gia Azizi kết luận, có thể thấy nếu động binh, chính quyền Tehran có hai lựa chọn. Mặc dù vậy, đó chỉ là một lựa chọn tồi tệ và một lựa chọn tồi tệ hơn nếu xét đến hậu quả chiến lược. Một động thái khác là chờ đợi các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và Liban. Dĩ nhiên, đây không phải là một lựa chọn tốt nhất vì đến lúc này không có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng sẽ hạ nhiệt. Vâng, như vậy là sau cái chết của lãnh tụ cao nhất của Hezbollah là Nasrallah thì đã khiến cho cái trật tự thế giới tại khu vực Trung Đông nó đã có những sự thay đổi nhất định. Và chúng ta đã thấy là hiện nay thì rõ ràng là cái phong trào trục kháng chiến cùng với Iran đang hứng chịu những cái thất bại lớn khi mà một loạt những lãnh tụ cao cấp của từ phong trào Hezbollah cho tới Hamas và thậm chí một số của Iran đã bị phía Israel tiêu diệt. Và hiện nay thì người ta đang hỏi xem là liệu cái sự kháng cự của Hezbollah cũng như là sự đáp trả của Iran sẽ ra sao. Cho đến nay thì phong trào Hezbollah đã tìm ra một người thay thế cho cái vị trí của ông Nasrallah, đó là người anh em họ của ông ta, đó là ông Sayeddin. Và ông này cũng là một cái người đã thề là sẽ tuyên bố sẽ trả thù lại đối với cả Israel. Vậy thì chúng ta cũng chưa biết được là Hezbollah sau cái những thiệt hại như vậy thì họ sẽ có thể phản ứng được những gì. Nhưng mà tuy nhiên các nhà nghiên cứu thì cho rằng là mặc dù bị tổn hại về một số những nhân vật quan trọng nhưng cái lực lượng của Hezbollah và quân sự gần như họ chưa bị thay đổi nhiều và họ vẫn còn nhiều sức mạnh. Cho nên có lẽ họ phải mất một thời gian để họ chuẩn bị và củng cố lại đội ngũ và sau đó họ sẽ có tiếng nói đáp trả đối với cả Israel. Dưới thời thủ lĩnh Nasrallah, Hezbollah đã có một kho vũ khí gồm tên lửa tầm xa, rocket và các loại vũ khí khác vượt xa cả khả năng của quân đội Liban. Khi nội chiến nổ ra ở Syria, Nasrallah đã cử lực lượng đi chiến đấu cho Tổng thống Bashar al-Assad, một đồng minh của Iran, và củng cố vị thế trong mạng lưới đại diện của Iran, bao gồm Hamas, Houthi ở của Yemen và các lực lượng dân quân ở Iraq. Cựu sĩ quan tình báo Israel Avi Melamed cho biết Iran không mấy quan tâm đến diễn biến leo thang căng thẳng với Israel và việc bảo vệ các đồng minh, khi chính quyền Tehran còn phải ưu tiên các vấn đề riêng.
Ông Melamed cho rằng hậu quả của các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut có thể sẽ được cảm nhận ở Syria do Hezbollah đóng vai trò là người ủng hộ chính cho chế độ Al-Assad. Cựu sĩ quan tình báo Israel Avi Melamed nhận định, vị thế của Tổng thống Bashar al-Assad ngày càng dễ bị các phe phái nổi dậy làm tổn thương. Diễn biến hiện tại có thể khuyến khích Tổng thống Assad tránh xa ảnh hưởng của Iran và tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia Ả Rập khác, vốn đang tìm cách kiềm chế tham vọng của chính quyền Tehran. Và theo Ả Rập News, thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng là một lời cảnh tỉnh cho Iran nói riêng và thế giới Ả Rập nói chung. Khoảnh khắc này không chỉ liên quan đến Liban, Hezbollah hay là ông Nasrallah, mà cho thấy rằng Iran đang đứng sau Hezbollah cũng là đồng minh không đáng tin. Trong nhiều thập kỷ, Iran tự định vị mình là người bảo vệ quyền của dân tộc Palestine, ủng hộ các lực lượng ủy nhiệm chống lại Israel. Tehran giúp đỡ những nhóm ở Liban, Iraq, Syria và Houthi. Tuy nhiên, phần lớn Iran đẩy họ vào những cuộc chiến vô nghĩa gây tốn kém nhân mạng. Ví dụ, Houthi tấn công tàu bè qua lại ở Biển Đỏ. Cuộc chiến hiện tại giữa Hezbollah và Israel cũng vậy. Nó khiến người dân Liban vốn đã khốn khổ lại càng bi thương hơn. Có thể nói Hezbollah như cánh tay nối dài của Iran nhưng thiếu lý trí và sự sáng suốt. Sau khi bị nhà nước Do Thái phản đòn mấy ngày qua, nhóm vũ trang này chịu thiệt hại nặng nề với phần lớn quan chức cấp cao bị tiêu diệt. Tuy vậy, các động thái can thiệp từ Iran rất hạn chế, ngay cả trong việc hỗ trợ nhân đạo cho người dân Liban. Một số ý kiến nhận định lãnh tụ Hezbollah bị tiêu diệt là lời cảnh tỉnh với Iran rằng đừng có chọn con đường chiến tranh. Bất cứ ai cũng có thể bị nhắm tới. Ngoài ra còn là lời nhắc nhở nghiêm khắc với toàn bộ thế giới Ả Rập rằng phải cần sáng suốt nhìn nhận thực tế, không nên nghe theo một ai đó một cách mù quáng vì sẽ sớm phải chịu hậu quả. Vâng, rõ ràng là cái chuyện này xảy ra chúng ta đã thấy rằng là cái câu chuyện của Israel khi mà họ muốn không chỉ là với cái những cái hành động của họ đối với Hezbollah không chỉ là đáp trả đối với Hezbollah cũng như đối với Houthi hay là đối với Hamas, mà quan trọng nhất là họ gửi lời cảnh tỉnh đến cái nhân vật quan trọng nhất khu vực Trung Đông mà đối lập với Israel, đó chính là Iran. Iran đang chuẩn bị cái chương trình tiếp tục làm hạt nhân của mình, và chưa kể là Iran đã đứng đằng sau hỗ trợ cho những cái phong trào kháng chiến này. Và Israel đối với những cái chiến dịch vừa qua thì nó cho thấy là cái khả năng tình báo của họ rất kinh khủng. Họ có thể nắm được rất sâu, nằm trong hầu hết những cái lực lượng từ Hezbollah cho tới Hamas và tới Houthi, cho nên họ đầy đủ nắm được cái thông tin và từ đó họ có những chiến dịch oanh kích quyết định và tiêu diệt những cái cứ điểm quan trọng của các phong trào này. Và chính vì vậy, kể cả khi Israel muốn, họ vẫn có thể tiêu diệt được những lực lượng quan trọng của Iran. Và vì vậy, đây là một cái câu hỏi đặt lớn cho Iran, họ sẽ phải làm như thế nào trong cái bối cảnh sắp tới. Một mặt họ cần phải trả đũa để giữ thể diện, nhưng một mặt khác họ phải làm như thế nào để mà ủng hộ, giữ được sự ủng hộ của cái nhóm phong trào kháng chiến trong khi mà sức uy hiếp và sức mạnh của họ đã bị suy giảm. Và thưa quý vị và các bạn, tình cảnh của các gia đình chạy trốn khỏi cuộc xung đột đang leo thang ở Liban vẫn hết sức khó khăn. Trong ngày 25 tháng 9 thì hàng ngàn người đã đổ về Syria chờ đợi nhiều giờ trong tình trạng giao thông ùn tắc nghiêm trọng chỉ để có thể đến được nơi tương đối an toàn tại quốc gia láng giềng, nơi cũng đang bị chiến tranh tàn phá. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hàng nghìn gia đình người Liban và Syria đã phải trốn chạy trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, số lượng dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao khi Israel liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào miền Nam và miền Đông Liban. Hình ảnh được Reuters công bố cho thấy, hàng dài xe buýt và xe hơi kéo dài nhiều km từ biên giới Syria đã bắt đầu từ đầu tuần này. Nhiều gia đình thậm chí đã phải đi bộ trong hành trình tìm kiếm bình yên. Tuy nhiên, khi tới Syria, họ đã phải chờ đợi hàng giờ bởi các viên chức biên giới cũng đang trong tình trạng quá tải. Các nhân viên cứu trợ đã phát thức ăn, nước uống, nệm và chăn cho những người dân đang chạy trốn khỏi vụ xung đột. Rula Amin, người phát ngôn của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết, nhiều người đã phải ngủ ngoài trời để chờ tới lượt mình. Những người đến từ Liban thậm chí còn lộ rõ những vết thương do các cuộc tấn công gần đây gây ra. Đáng quan tâm hơn, dòng người di cư xuyên biên giới này lại phản ánh một sự đảo ngược tình thế đáng kinh ngạc khi Liban vẫn đang tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Syria trốn chạy khỏi cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011. Vào thời điểm đó, thì cuộc nổi dậy chống lại chính phủ ban đầu diễn ra một cách ôn hòa nhưng đã bị đàn áp tàn bạo và leo thang thành một cuộc xung đột kéo dài. Nhắc đến những tiếng nói quốc tế đối với những cuộc chiến hiện nay, cuối tuần trước ngày 28 tháng 9, người đại diện ngoại giao của Trung Quốc đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ về chủ nghĩa bá quyền, khẳng định ông ủng hộ một trật tự toàn cầu bình đẳng và công bằng về nhiều điểm nóng trên toàn cầu. Ông Vương đã bày tỏ thái độ của Trung Quốc đối với các xung đột tại Trung Đông cho đến căng thẳng tại Đài Loan và Ukraine ra sao. Sau đây là một vài điểm lại. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có những tuyên bố mạnh mẽ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong khu vực.
Ông chỉ trích các cuộc không kích của Israel, đặc biệt là những vụ tấn công dẫn đến cái chết của lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah. Ngoài ra, Trung Quốc đã công khai ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Ông nói, quyền lực không thể đại diện cho công lý. Vấn đề Palestine là vết thương lớn nhất đối với lương tâm con người, là sự bất công lịch sử mà người dân Palestine phải chịu đựng không còn có thể bị bỏ qua, và một lệnh ngừng bắn toàn diện là cấp thiết. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã tham gia nhiều cuộc thảo luận của Liên Hợp Quốc về Ukraine và Trung Đông trong tuần này. Sự kiện này diễn ra khi Trung Quốc đã nỗ lực hơn nữa để định hình mình là một nhà kiến tạo hòa bình toàn cầu, đồng thời cả việc đồng tổ chức một cuộc thảo luận vào thứ Sáu với Brazil về kế hoạch hòa bình Ukraine của họ. Và chuyển sang chiến trường Đông Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa mới quyết định mở rộng quy tắc sử dụng vũ khí hạt nhân. Moscow có thể đã vẽ lại lằn ranh đỏ trong chính sách răn đe hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng đây có khả năng chỉ là một đòn hù dọa và phần lớn các quốc gia phương Tây chỉ xem tuyên bố đó như gió thoảng qua tai. Vâng, chuyện này cũng là một cái chuyện mà được tranh cãi. Đài RFI của Pháp thì cho rằng đây chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Và cũng như một số các nhà nghiên cứu của phương Tây thì cho rằng là bởi vì phía ông Putin bắt đầu từ khi cuộc chiến nổ ra ngày 22 tháng 2 năm 2022 đã luôn luôn nhắc tới vũ khí hạt nhân như một lằn ranh đỏ. Nhưng mà cho đến nay thì nhiều nhà nghiên cứu phương Tây đã cho rằng là ông Putin đã phải suy nghĩ rất kỹ và có khả năng gần như không dám sử dụng vũ khí hạt nhân và chỉ là những lời đe dọa. Tuy nhiên, những lời đe dọa này cũng có những cái hiệu lực nhất định, và chúng ta đã thấy là đầu tiên đó là Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz đã phải ngưng ngay cái chuyện viện trợ những tên lửa Taurus của Đức cho phía Ukraine. Và đây cũng là một cái câu chuyện đang tranh cãi. Một số cái quốc gia khác thì đang lo ngại là với cái tuyên bố này của Putin khi muốn thay đổi các học thuyết hạt nhân đã cổ vũ cho một loạt các quốc gia khác theo đuổi cái chương trình hạt nhân, trong đó có Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, lại thêm một động thái của hai nhân vật không ưa nhau, đó là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cựu Tổng thống Mỹ tuần trước đã công khai một tin nhắn cá nhân từ Tổng thống Ukraine, trong đó thì ông Zelensky đã đề nghị được gặp mặt ông Trump. Động thái bất ngờ này được ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social như muốn làm nổi bật sự quan tâm của ông Zelensky đối với việc gặp gỡ mình. Trong tin nhắn, Tổng thống Zelensky bày tỏ lòng kính trọng đối với Trump và nhấn mạnh rằng hai bên cần hiểu nhau và duy trì liên lạc chặt chẽ. Ông cũng nhắc lại sự quan trọng của Mỹ trong việc giúp Ukraine đạt được hòa bình. Ông Zelensky cũng viết, tất cả chúng tôi ở Ukraine đều mong muốn chấm dứt cuộc chiến này bằng một nền hòa bình công bằng. Và chúng tôi biết rằng không có Mỹ, điều đó là không thể. Ông còn nhấn mạnh mong muốn lắng nghe ý kiến của cựu Tổng thống Mỹ một cách trực tiếp và hy vọng có một cuộc gặp nhau tại New York. Tin nhắn của ông Zelensky được chuyển tới ông Trump thông qua Denis Syenik, phó trưởng phái đoàn ngoại giao Ukraine tại Đại sứ quán Mỹ. Việc công khai một cuộc trò chuyện cá nhân giữa hai chính trị gia, đặc biệt là bởi một trong hai người, là điều rất hiếm. Việc ông Trump công bố tin nhắn này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nhà lãnh đạo, những tuyên bố công kích của ứng cử viên Đảng Cộng hòa đối với Ukraine trong cuộc chiến dịch tranh cử của mình càng làm rạn nứt mối quan hệ này. Động thái tiết lộ bức thư của ông Donald Trump có thể bị hiểu là một nỗ lực làm bẽ mặt ông Zelensky. Trước đó một ngày, tại một cuộc vận động ở Georgia, ông Trump đã gọi Tổng thống Ukraine là tay buôn vĩ đại với phát biểu, mỗi lần Zelensky đến Mỹ, ông ấy lại ra về với 100 tỷ đô la. Tôi nghĩ ông ta là người bán hàng giỏi nhất trên trái đất, nhưng chúng ta sẽ mắc kẹt trong cuộc chiến này trừ khi tôi trở thành Tổng thống. Còn về phía ông Zelensky, trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ New Yorker, ông cho rằng cảm giác của ông là Trump không thực sự biết cách chấm dứt cuộc chiến, dù ông ấy có thể nghĩ rằng mình biết. Ông Zelensky đã kiên quyết phản đối các cuộc đàm phán với Nga. Điều đó đồng nghĩa với việc mất lãnh thổ của Ukraine để đổi lấy hòa bình. Liên quan đến diễn biến bầu cử Mỹ, thì Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và Thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance sẽ đối đầu trực tiếp trong cuộc tranh luận phó tổng thống đầu tiên và có thể là duy nhất trên kênh CBS News. Vâng, chúng ta đã thấy là sau cái cuộc tranh luận căng thẳng giữa ông Donald Trump và bà Harris, hai ứng viên tổng thống của chức vụ tổng thống Mỹ, thì đến bây giờ là cuộc tranh luận sắp tới của hai phó tướng, đó là giữa ông J.D. Vance và ông Tim Walz. Và có lẽ là sau những cái sự thành công không lớn lắm của ông Donald Trump, thì người ta đang mong chờ xem ông J.D. Vance sẽ lấy lại những cái gì đã mất của ông Donald Trump trong cuộc tranh luận với bà Harris. Và dư luận đang đổ dồn vào cái cuộc tranh luận sắp tới ngày 1 tháng 10 này giữa hai nhân vật mà có lẽ là cũng là những nhân vật mà có nhiều cái sự thu hút, sự chú ý của rất nhiều công chúng trên thế giới. Và từ trước đến nay thì hai ứng cử viên phó tổng thống chưa bao giờ gặp mặt nhau và đấu khẩu trong bất kỳ cuộc tranh luận nào.
Tuy nhiên là hai người cũng đã có rất nhiều những cái màn đối đầu nhau trên truyền thông. Và như vậy chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem cái buổi tranh luận của hai ứng viên phó tổng thống sẽ gay cấn đến mức nào quý vị nhé. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance sẽ đối đầu trực tiếp trong cuộc tranh luận phó tổng thống đầu tiên và có thể là duy nhất trên kênh CBS News. Lâu nay, hai ứng cử viên phó tổng thống chưa bao giờ đấu khẩu trong một cuộc tranh luận, nhưng họ liên tục đấu khẩu trên tiến trình vận động tranh cử. Ông Vance đặc biệt xem xét kỹ hồ sơ quân sự của ông Tim Walz, trong khi thống đốc bang Minnesota liên tục mô tả phó tướng ông Trump là người kỳ lạ. Cuộc tranh luận sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 10, lúc 9 giờ tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ. Sự kiện lần này sẽ được điều hành bởi người dẫn chương trình CBS Nora O'Donnell và người dẫn chương trình Face the Nation Margaret Brennan. Cả hai chiến dịch đều đã đồng ý với các quy tắc của CBS cho cuộc tranh luận được công bố trong ngày 27 tháng 9. Theo trang tin The Hill, ông Tim Walz sẽ ở phía bên phải sân khấu theo góc nhìn người xem, còn ông Vance ở phía bên trái. Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ sẽ được những người điều phối giới thiệu trước. Cả hai ứng viên sẽ ở lại buộc phát biểu trong toàn bộ cuộc tranh luận kéo dài 90 phút. Sẽ không có tuyên bố mở đầu hoặc khán giả trực tiếp trong trường quay, tương tự như cuộc tranh luận đầu tháng giữa cựu tổng thống Trump và phó tổng thống Harris. Theo kênh CBS, các ứng cử viên sẽ được nghỉ giải lao 2 lần, mỗi lần kéo dài 4 phút. Các ứng cử viên cũng sẽ có 2 phút để trả lời cho mỗi câu hỏi. Sau đó, đối tác của họ sẽ được dành 2 phút để phản biện. Sau khi được chất vấn, các ứng cử viên phó tổng thống sẽ có 1 phút để trả lời. Cả hai ứng viên đều sẽ có đồng hồ đếm ngược để biết còn bao nhiêu thời gian. Các ứng cử viên không được sử dụng ghi chú viết sẵn hoặc có đạo cụ, nhưng họ sẽ được cung cấp bút, giấy và nước. Nhân viên cũng không được phép giao tiếp với các ứng cử viên phó tổng thống trong thời gian nghỉ giải lao. Các ứng cử viên cũng sẽ có 2 phút để phát biểu kết thúc. Ông Vance đã thắng trong trò tung đồng xu và chọn phát biểu sau. Do đó, thượng nghị sĩ bang Ohio sẽ là người nói lời sau cùng. Lại nói đến một vấn đề quân sự, thưa quý vị, một tàu chiến Hoa Kỳ được trang bị vũ khí là laser Helios tiên tiến đang được triển khai đến căn cứ hải quân Yokosuka của Nhật Bản, phía nam Tokyo. Các nhà phân tích cho biết đây là một động thái biểu dương sức mạnh của Washington trước các đối thủ tiềm tàng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau đây là mô tả chi tiết về loại vũ khí này đã được đưa tin từ BNC Asia. Theo một tuyên bố của Hải quân Mỹ, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Early Bird chiếc USS Prepo đã rời quân cảng tại San Diego vào ngày 22 tháng 9 và dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm hệ thống Helios. Đây là một loại vũ khí laser năng lượng cao, tích hợp bộ phận gây lóa quang học. Việc thử nghiệm sẽ tiến hành khi tàu băng qua Thái Bình Dương từ Mỹ đến Nhật Bản. Tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết sự hiện diện của tàu Prepo ở căn cứ tiền phương thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Nhật Bản, đồng thời giúp tăng cường an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và cải thiện khả năng bảo vệ các lợi ích chiến lược. Việc triển khai tiến hành ngay khi Hải quân Mỹ công bố kế hoạch hàng hải 2024, trong đó nêu rõ những thách thức sắp tới. Đô đốc Lisa Branchesti, người đứng đầu các hoạt động Hải quân Mỹ, viết trong báo cáo rằng Lầu Năm Góc phải chuẩn bị kỹ càng cho khả năng xảy ra chiến tranh với Trung Quốc năm 2027. Đó là thời điểm mà Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu quân đội Trung Quốc BOA đảm bảo có đủ năng lực tấn công đổ bộ lên đảo Đài Loan, dù không nhất thiết phải tiến hành chiến dịch như vậy. Báo cáo dài 30 trang của Đô đốc Lisa Franceschi cũng xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với lợi ích của Hoa Kỳ. Trung Quốc là mối đe dọa phức tạp trên nhiều lĩnh vực và nhiều trục, hải quân, lực lượng tên lửa, lực lượng hàng không vũ trụ, lực lượng không quân và lực lượng không gian mạng của BOA đang hợp nhất thành một hệ sinh thái tác chiến tích hợp được thiết kế riêng để đánh bại Hoa Kỳ. Và BOA được hỗ trợ bởi một cơ sở công nghiệp khổng lồ. Cơ sở công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc đang ở giai đoạn chuẩn bị cho thời chiến, bao gồm việc họ sở hữu năng lực đóng tàu lớn nhất thế giới, báo cáo cho biết. Về phía Hải quân Mỹ, USS Prepo cũng chỉ là một trong 73 tàu khu trục của nước này được trang bị vũ khí laser Helios, một loại vũ khí tiên tiến do Lockheed Martin phát triển và được thiết kế để đánh chặn các mối đe dọa trên không, chẳng hạn như UAV, tên lửa và thậm chí là cả những tàu nhỏ. Tàu khu trục USS Prepo đi vào hoạt động vào năm 2002 và đã được trang bị vũ khí laser vào năm 2021 Helios dựa trên mục tiêu laser năng lượng cao 60 kW, có thể bắn vào mục tiêu với tốc độ ánh sáng và được thiết kế để làm tan chảy hoặc làm nhiệt độ của mục tiêu nóng tới cực độ, khiến mục tiêu bị trục trặc hoặc thậm chí phát nổ. Các nhà phân tích đồng ý rằng nguyên lý đằng sau công nghệ laser không phải là mới, mặc dù phải mất hàng thập kỷ nghiên cứu để đưa ý tưởng từ bản vẽ lên tàu chiến. Vũ khí dựa trên laser có nhiều ưu điểm, đặc biệt là về tốc độ và độ chính xác khi tấn công mục tiêu, và chỉ cần có nguồn điện là có thể sử dụng vũ khí laser, khiến chúng trở thành lựa chọn thay thế rẻ hơn so với tên lửa thông thường hoặc đạn pháo trong việc tiêu diệt mục tiêu.
Bên cạnh đó, vũ khí laser còn tỏ ra hiệu quả khi tiêu diệt UAV, vốn ngày càng phổ biến trên chiến trường. Nhà sản xuất Lockheed Martin được cho là đang nghiên cứu phiên bản vũ khí laser 120 kW mạnh hơn, có khả năng tiêu diệt tên lửa hành trình chống hạm. The Nikkei đưa tin, dù cho USS Prepo được trang bị vũ khí laser Helios, nhưng đó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm trên biển. Sẽ có thêm nhiều cuộc thử nghiệm được tiến hành khi tàu băng qua Thái Bình Dương và cập cảng Nhật Bản. Phó giáo sư Hinata Yamaguchi cho biết, hệ thống này rõ ràng đã được thử nghiệm rộng rãi, nhưng điều quan trọng là Hải quân phải tiếp tục tiến hành các cuộc kiểm tra để xác định cách thức hoạt động của nó trong điều kiện không tối ưu, chẳng hạn như ở những khu vực có độ ẩm cao để đảm bảo rằng nó vẫn hiệu quả. Hải quân Hoa Kỳ có 12 tàu chiến được triển khai đến Yokosuka, cơ sở hải quân lớn nhất của Hoa Kỳ ở hải ngoại, cũng là căn cứ chính của hạm đội 7. Tàu sân bay lớp Nimitz, USS George Washington, dự kiến sẽ đến căn cứ Yokosuka từ giữa tháng 11. Theo tờ South China Morning Post, hải quân Hoa Kỳ cũng đã đưa tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Vermont cập cảng Busan của Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 9 nhằm nhấn mạnh cam kết của Washington đối với an ninh của khu vực. Tàu ngầm USS Vermont là một khí tài khác cũng vô cùng mạnh mẽ và tiên tiến của Hoa Kỳ. Nói về việc đưa các tàu chiến hùng mạnh đến Nhật Bản, Phó giáo sư Ryo Hinata Yamaguchi từ Đại học Quốc tế Tokyo cho biết, rõ ràng là Hoa Kỳ đang ưu tiên mạnh mẽ cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đảm bảo rằng họ có những tài sản tốt nhất ở đúng khu vực để ứng phó với những tình huống bất trắc. Nói một cách đơn giản, Hoa Kỳ muốn các hệ thống vũ khí tốt nhất của mình đặt ngay trên tuyến đầu, Phó giáo sư cho biết. Ông lưu ý, Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một đối thủ mạnh trong khu vực và những màn phô trương sức mạnh của Washington là nhằm gửi thông điệp tới Bắc Kinh. Lầu Năm Góc muốn nói, Trung Quốc đúng là hùng mạnh, nhưng Hoa Kỳ còn mạnh hơn. Quý vị đang theo dõi chương trình The One This Morning. Bây giờ chúng tôi sẽ nhắc đến một vấn đề sau nổi bật, đó là việc ăn thịt chó tại Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc sẽ giúp tái định cư gần nửa triệu con chó được nuôi để lấy thịt, cũng như trợ cấp ưu đãi cho nông dân nuôi chó để chuẩn bị lệnh cấm hoàn toàn việc tiêu thụ thịt chó. Tháng 1 năm 2024, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm ăn và buôn bán thịt chó. Luật cấm nuôi chó để giết mổ lấy thịt cũng như phân phối các sản phẩm có thịt chó đã chính thức có hiệu lực vào ngày 7 tháng 8. Luật sẽ có hiệu lực đầy đủ vào tháng 2 năm 2027, sau thời gian ân hạn 2 năm rưỡi. Khi luật có hiệu lực đầy đủ, những người vi phạm quy định giết chó để lấy thịt sẽ phải đối mặt với mức án tù lên tới 3 năm hoặc khoản tiền phạt 30 triệu won, tương đương 21.800 đô la Mỹ. Những người nuôi chó để lấy thịt hoặc bán thịt chó có thể bị phạt tới 2 năm tù hoặc bị phạt 20 triệu won. Thông tin cuối trong chương trình ngày hôm nay, ông Park Byung-soo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết, chính phủ sẽ chi khoảng 100 tỷ won, 75 triệu đô la Mỹ để đền bù cho các nhà chăn nuôi, nông dân và nhà hàng bán thịt chó. Nông dân cũng có thể nhận 600.000 won, 452 đô la Mỹ cho mỗi con chó họ giao nộp. Chính quyền sẽ cố gắng để nhận nuôi hoặc đưa những chú chó này vào trung tâm cứu hộ. Tuy nhiên, kế hoạch của chính phủ đã bị một số nhà hoạt động chỉ trích. Ông Lee Sang-kyung, một quản lý chiến dịch tại Tổ chức Quyền Động vật Human Society International, nói với Reuters rằng không có nơi trú ẩn nào đủ khả năng tiếp nhận số lượng lớn chó như vậy. Việc ăn thịt chó từng được coi là cách để tăng cường sức khỏe của người Hàn Quốc. Tuy nhiên, thói quen này đã trở nên ít phổ biến khi ngày càng nhiều người coi chó là thú cưng, chỉ trích việc giết và làm thịt chó. Hàn Quốc hiện có hơn 1.500 trang trại nuôi chó và hơn 200 lò mổ chó, khoảng 2.300 nhà hàng vẫn phục vụ thịt chó. Quý vị vẫn đang theo dõi The World This Morning và một nội dung nổi bật trong nước. Ngày 30 tháng 9, thì phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng với 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đã tiếp tục với phần xét hỏi đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Và một trong những diễn biến được bàn luận nhiều nhất đó là bà Trương Mỹ Lan lại muốn mang thêm tài sản để khắc phục hậu quả. Theo đó, bà Lan đề nghị đem siêu dự án Amigo với khu đất Tứ Giác Nguyễn Huệ, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng và Ngô Đức Kế ở tại phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đem bán để lấy tiền khắc phục hậu quả. Đặc biệt, thông qua luật sư, một người bạn bí ẩn của bà Trương Mỹ Lan đã bày tỏ là muốn trả thay khoản vay 250 triệu đô la chưa bao gồm lãi mà bà Lan đã vay của một vài tổ chức tín dụng nước ngoài khi mua tòa nhà Capitol ở số 29 Liễu Giai tại Hà Nội. Đồng thời, người bạn này còn muốn cho bà Lan vay thêm 130 triệu đô la để khắc phục cho các bị hại. Và thưa anh Việt, anh Hoàng Việt là một luật sư thì theo anh, nếu như mà cái việc khắc phục hậu quả này được thực hiện thành công thì cái bản án của bà Trương Mỹ Lan có thể thay đổi gì không? Dạ vâng. Chúng ta đã thấy là trong cái phiên tòa sơ thẩm
thì bà Lan đã bị tuyên án tử hình. Và như vậy là nếu mà với cái việc mà bà có khắc phục được thì điều này chúng ta cũng thấy là cái quan trọng nhất. Trước mắt là cái mục tiêu, mặc dù là bà có những hành vi phạm tội, nhưng cái quan điểm của chúng ta vẫn muốn là phải thu hồi lại những tài sản đã bị mất để trả lại cho những người bị hại. Và điều này thì quan trọng là chúng ta sẽ lấy tài sản từ đâu. Và vì vậy nếu bà Lan và những cái người bạn bí ẩn của bà mà có thể khắc phục được cái phần tài sản này để trả lại, từ đó những cái cơ quan công quyền có thể trả lại những cái phần số tiền này cho người bị hại, thì có lẽ nó cũng sẽ giảm được một phần cái án nặng của bà Lan vào lúc này. Quý vị vẫn đang theo dõi The World This Morning. Đến thời điểm này thì anh Hoàng Việt đã có trong tay chiếc iPhone 16 mới nhất của Apple chưa? Dạ vâng, chưa. Xin thưa với Tú Trinh và quý vị khán thính giả là tôi là một cái tín đồ của Apple. Tôi đang xài MacBook, tôi cũng xài một số điện thoại và cũng iPad của Apple hết. Nhưng mà hiện nay thì tôi vẫn chưa có iPhone 16, mặc dù đó vẫn là giấc mơ của tôi. Bởi vì tôi được biết rằng là bắt đầu từ đời iPhone 16 này thì Apple đã sử dụng công nghệ AI vào trong điện thoại này. Và có lẽ đây cũng là một cái niềm mà tôi đang cần phải hướng tới là sẽ có thể sở hữu được một chiếc iPhone 16. Chắc là anh nằm trong số ít đi. Hoặc là nếu như mà anh chưa đậu iPhone thì có một cái con số rằng là ngay tại Việt Nam khi mà ra mắt vào ngày 27 tháng 9 thì người Việt đã chi hơn 1,1 ngàn tỷ đồng để mua iPhone 16 rồi. Và số iPhone 16 chính hãng tại Việt Nam chỉ riêng ngày 27 tháng 9 bán ra đã được đạt được 37 ngàn chiếc, phần lớn là dòng Pro. Mặc dù là có nhiều ý kiến trái chiều về bản nâng cấp iPhone 16 so với iPhone 15, tuy nhiên chiếc phone này vẫn đem đến doanh thu khổng lồ cho các hệ thống bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Và dựa theo số lượng máy kích hoạt thì đại diện một đơn vị nhập khẩu ước tính là đã có ít nhất 37.000 chiếc iPhone 16 đã đến tay người dùng trong ngày đầu tiên mở bán. Đa số là iPhone 16 Pro Max và iPhone 16 Pro với tổng doanh thu trên 1.100 tỷ đồng. Và đại diện một đơn vị phân phối cho biết là lượng hàng iPhone 16 được phân bổ cho thị trường Việt Nam đợt đầu tiên gần bằng như năm ngoái, tức là vào khoảng 55.000 đến 60.000 chiếc. Tại Việt Nam thì iPhone 16 có giá khởi điểm là 23 triệu đồng cho dung lượng 128GB, 16 Pro Max có giá 35 triệu cho bộ nhớ 256GB và cao nhất là 47 triệu đồng cho bản 1TB. Anh Huy Việt sáng nay đến trường quay thì anh đã ăn sáng chưa? Dạ vâng, rất tiếc là tôi chưa ăn. Nhưng mà tôi, cái niềm, cái món ăn mà tôi ưa thích trong buổi sáng đó là một cái món của nước ngoài. Dạ. Đó là món bánh mì. Món bánh mì. Dạ. Tôi thì cũng rất là món bánh mì. Và một trong những cái món mà tưởng chừng rằng là không có dễ làm và chỉ có ăn được ở tại nhà hàng thôi, đó là bánh mì bơ tỏi. Thì cũng gửi đến quý vị và các bạn trong cái bản tin ngày hôm nay về nguyên liệu cũng như là cách làm về bánh mì bơ tỏi. Thì chúng ta chuẩn bị thứ nhất là bánh mì baguette, bơ lạc, tỏi xay và lá oregano khô. Cái này thì quý vị có thể mua trong các trạm tạp hóa. Cách làm thì cũng rất đơn giản, đó là đầu tiên chúng ta trộn bơ với tỏi xay, rồi phết hỗn hợp bơ tỏi lên mặt bánh đã được cắt xéo, rắc thêm lá oregano khô lên và nướng bánh trong lò ở 180 độ C đến khi bánh vàng đều. Rất là đơn giản phải không anh Hoàng Việt? Dạ vâng, nghe rất là hấp dẫn đó. Quý vị các bạn, tôi nghĩ là The World This Morning thế giới sáng nay cũng đã khá đầy đủ, từ cuộc chiến nóng bỏng ở Trung Đông đến nguyên liệu của một món ăn buổi sáng. Và lúc nào cũng có rất nhiều sự chuyển động khác nhau trong The World This Morning. Vâng, nếu chưa kịp theo dõi, quý vị hoàn toàn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng digital của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bắt đầu một ngày mới với chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong The World This Morning lần sau.